Làm xong cái nhà, công trình nhà 100 củ. Đây, vật liệu thứ tương tự 100 củ nhá. Cửa kính. Hôm nay là giao cho chủ nhà. Thảm bên trong. Nhà có gồm 48 m² là mặt trong ấy. Mặt ngoài là chưa tính, hiên hết thứ là chưa tính, cứ mặt trong thôi. Đây là phòng. Có 2 phòng. Đây. Phòng này là phòng ngủ. Đây. Phòng ngủ này là rộng 16 m². Này là phòng thứ hai, phòng ngủ thứ hai. Đây. Phòng này cũng 16 m². Phòng này là 25 m², phòng khách. Đây, xong xôi hôm nay là chủ nhà đã cho một con cái, một thùng bia. Sau một thời gian cố gắng hoàn thành. Nền nhé, dưới là nền gạch bông, đờ mi. Rồi trên thì có trần luôn. Phòng phía cứ ngăn nghiếp thoải mái. Anh em kìa, có nghiên cứu về muốn làm nhà thì về tiền ít thì làm được cái nhà thế này là quá đẹp. Mình ở được rồi, ổn định được rồi. Điện gió thì đi trong ống thôi, khá là có cái chẳng chiếc là trên luôn. Đây, trưởng thôn cái đi nhận thầu. Trưởng thôn kia nhận thầu nhà luôn nhá. Ai làm cái nhà như thế này thì liên hệ sớm. Vật liệu bây giờ nó cao quá chứ không, ngày xưa thì nhà này mấy chục. Nguyên cái cột này một cột thì cần 600.000, 500 mấy, 508. Chỉ 600.000 một cái cột không. Ngày trước là cột này có 350. Rồi vào đây, vào uống thôi. Cửa thì cửa kính nhé. Cửa trên là cửa kính. Đây, điện đóm đầy đủ luôn. Này đi là xa xa tí nhìn cho nó thông thoáng. Nhà tổng thể là bên mặt trong là 48, tính cả mặt ngoài là phải gần 60 m². 60 đúng rồi. 60 m² nhà này. Chưa tính chỉ là tính cái phần nền thôi chứ tính cái là mặt nước mưa nó chảy bên ngoài. Cứ gọi là như vậy đi. Bà con trong xóm trong làng này người ta còn khổ, nghèo khổ cho nên là làm được cái nhà như thế với người ta là cả một quá trình phấn đấu. Thứ nhất là không vi phạm pháp luật. Ngày xưa thì người ta toàn xẻ cây để cưa gỗ thì mới làm được cái nhà. Còn hiện nay thì họ ý thức được rồi. Họ xác định làm nhà thì thứ nhất là làm bằng
làng bằng tôn hay là bằng xây thì nó không có đủ điều kiện. Như nhà xây bây giờ ít nhất phải tầm 250 đến 300 thì mới làm được cái nhà rộng bằng này. Ba nhà rộng bằng này thì phải 300. Nhưng mà gia đình thì đông người cho nên là phải làm cái nhà với số tiền trên dưới 100 thì phải làm nhà này thôi, nó rộng rãi thoải mái. Bây giờ bà con thì làm được cái nhà thế này là quá tốt, được là tốt rồi. Vùng sâu vùng xa nông thôn cuộc sống chỉ mong muốn như vậy thôi, vừa có nhà vừa không vi phạm luật được. Người xem ý kiến như thế nào đấy, cho một ý kiến bình luận, nếu cái giá này mà cao quá hay là thấp quá thì đấy, cho ý kiến. Xin cảm ơn mọi người nhé. Bye bye và chào tạm biệt. Rồi nha, vâng nha, đây chú nhà nha.